Tiền đi rác rồi, cũng khó khăn này. Nó cơ bản là chất xám rồi. Lõi già ghê. Lõi già, cái này là mất răng đấy. Tưởng người kinh không biết leo cây, người kinh leo giỏi. Ah!
đi cạnh cho thằng này làm đấy. Đè này này, đâu? Thì đu cây. Ông bây giờ lấy cái kia gì? Rồi 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 mày. Rồi. Quá đẹp. Chào bước quăng mẹ vào đây. Mẹ già gì? Cũng phải vớ được cây. Cây này nó không sâu. Nó già đúng rồi, nó không sâu. Nó không sâu, nó chát. Thế là có lên tiếng không? Không lên tiếng nhỉ? Đếm số thì số nó hơn thì mình tính mỗi một số này là 10. 20 là tối là mấy trăm? Được 3 mét. 305 đi, bởi vì cái đầu này nó cắt nó hơi lép một tí. 305 đầu, cái 305 này là được. Đầu này nó đúng rồi. Đó này chính xác rồi. Biết rồi, ý là nếu mình cắt thẳng lên. Thì mình tính cái này lép này. Đúng rồi. Wow.